sử dụng đến các phần mềm hoạt hình thì phần mềm Adobe After Effects là một phần mềm chuyên về hiệu ứng hình ảnh phim ảnh như là các phim Hollywood đó. Em sử dụng phần mềm này. Khi nghiên cứu thì em vừa muốn là làm những bộ phim hoạt hình như thế này, và sau này em sẽ phát triển thêm hướng là xây dựng kỹ xảo chuyên nghiệp hơn